Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày mùng 5 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin bị dồn vào thế bí Tô Lâm lôi Tô Ân Sô ra đỡ đạn. Vụ án Trịnh Xuân Thanh mới vừa được thổi bùng lên vào ngày 23 tháng 2 và buộc phía Bộ Ngoại giao Việt Nam phải lên tiếng. Chủ trương của ông Nguyễn Phú Trọng, người thực hiện là ông Tô Lâm. Vì vậy hiện nay hai người này đang bị dư luận quốc tế và dư luận trong nước chỉ trích dữ dội. Trên mạng xã hội, nhiều bài viết phân tích cho thấy phía chính quyền Hà Nội đã vi phạm luật pháp của nước Đức nhưng vẫn cố tình chối cãi. Việc tung thông tin ngay trước kỳ Hội nghị Trung ương 2 khóa 13 sắp diễn ra vài ngày sắp tới đây cho thấy người tung tin có ý đồ. Được biết, Hội nghị Trung ương 2 sẽ là lần họp cho trận đấu đá đầu năm để chuẩn bị cho cơ cấu nhân sự cho kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới bầu ra. Có hai người có khả năng giao tin tức bất lợi cho Tô Lâm, cho bên truyền thông và truyền hình quốc gia Slovakia, đó là ông Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, và ông Trần Thanh Mẫn, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người mà đang muốn hất Tô Lâm ra khỏi chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm và ông Nguyễn Phú Trọng cùng gặp tai nạn vì chuyên án VT-17. Như đã nói, những bản tin trước đây của tờ Thời báo.de thì trước khi đánh bằng món võ kỷ luật hay hạ bệ thì người ta thường đánh trên truyền thông. Trên truyền thông cũng có nhiều cách đánh. Đánh dẫn đường cho một vụ án sắp diễn ra như đánh Trịnh Xuân Thành, và đôi khi đánh nhằm bôi nhọ đối thủ bị điểm trừ trong các dịp cơ cấu và các vị trí ở khóa mới. Chuyên án bắt cóc Trịnh Xuân Thành có bí số là VT-17 nhằm mục đích bôi nhọ Tô Lâm để đẩy ông này ra xa chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an khóa tới. Hoặc cũng có thể làm cú giàn vặt của người đứng đầu ban tuyên giáo mới để khoe vũ khí của mình với ông tướng Tô Lâm. Nói chung rất nhiều khả năng. Tô Lâm tự đỡ không được, đành phải lôi Tô Ân Sô ra đỡ hộ. Tai tiếng với bạn bè quốc tế đã được ông Nguyễn Phú Trọng cho Bộ Ngoại giao nói gỡ rồi. Cũng phải thôi, chủ mưu chính là ông Nguyễn Phú Trọng. Người thi hành là ông Tô Lâm thì xem như tai tiếng này cho cả hai phải gánh chịu. Việc này, ông Nguyễn Phú Trọng ắt xài Bộ Ngoại giao nói đỡ cho cả hai. Tuy nhiên, vấn đề dư luận trong nước là chuyện khác. Ở trong nước, uy tín của Tô Lâm không cao như Nguyễn Phú Trọng. Vì vậy, Tô Lâm phải tự đỡ để không bị mất thêm điểm tại Hội nghị Trung ương 2 sắp tới. Ông Tô Lâm là tướng võ, thường thì ông này hay dùng chiếc còng số 8, dùi cui để nói chuyện với người dân trong và ngoài nước. Nhưng lần này là khủng hoảng truyền thông quốc tế và trong nước. Dùi cui và còng số 8 đều trở nên vô dụng, nên bắt buộc ông phải dùng truyền thông chống đỡ. Được biết, vào ngày 2 tháng 3 năm 2021, tờ báo Vietnamnet, cơ quan thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông có đăng bài, tướng Tô Ân Sô nói rằng khen thưởng sau vụ án Trịnh Xuân Thanh là hết sức bình thường. Mục đích là để bao biện cho tội bắt cóc người, xem thường pháp luật của nước khác. Mục đích của ông Tô Lâm là nhắm vào dư luận trong nước, chứ không phải là dư luận quốc tế. Vì dư luận quốc tế đã có Nguyễn Phú Trọng lệnh cho Bộ Ngoại giao phải đối đầu. Điều đặc biệt là trong lần trả lời trên tờ báo về trường hợp bắt cóc này, ông Tô Lâm đã kéo Tô Ân Sô lên mặt báo đỡ đạn cho mình. Được biết, Tô Ân Sô chính là cánh tay đắc lực của ông Tô Lâm trong suốt 5 năm qua. Đây là hình ảnh cú đỡ đòn của Tô Lâm trên báo Vietnamnet. Trong bài báo, ông Tô Ân Sô đã lên tiếng bao biện rằng việc khen thưởng với những cá nhân tham gia vụ án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là điều hết sức bình thường vì vụ án xảy ra trong nhiều năm. Được biết, trước khủng hoảng truyền thông bất lợi, ông Tô Lâm đã cho họp báo vào chiều tối ngày 2 tháng 3 để tướng Tô Ân Sô lên tiếng thanh minh cho mình. Tại cuộc họp báo, báo chí hỏi về việc mới đây có thông tin một số cán bộ Bộ Công an được khen thưởng vì có thành tích trong vụ án Trịnh Xuân Thanh và đề nghị người phát ngôn của Bộ Công an nói rõ hơn về thông tin này. Trả lời ông Thiếu tướng Tô Ân Sô, chánh văn phòng người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam, đã cho biết Trịnh Xuân Thanh được coi là mắt xích quan trọng trong vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản xảy ra tại VPN. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo và được dư luận đặc biệt quan tâm theo dõi. Và với cách giải thích lùng quanh như thế thì rõ ràng ông Tô Ân Sô đã đuối lý, nói ngang, giọng rất công an như sau. Như những gì mà mạng xã hội đã chia sẻ,
về vấn đề chính quyền Việt Nam vi phạm pháp luật Cộng hòa Liên bang Đức chính là vấn đề mà dấy lên dư luận và gây nên những khủng hoảng ngoại giao, chứ không phải là vấn đề Trịnh Xuân Thanh có vi phạm pháp luật Việt Nam hay không. Số người vi phạm pháp luật Việt Nam thì rất nhiều, nhưng nước Đức, nước Slovakia họ quan tâm đến điều ấy để làm gì đâu. Ấy vậy mà từ khi người phát ngôn của Bộ Ngoại giao bà Lê Thị Thu Hằng đến ông Chánh Văn phòng Bộ Công an Việt Nam Tô Ân Sô đều không nhìn ra vấn đề thực tế ở chỗ đó. Vào ngày 2 tháng 3, tờ báo Vietnamnet có đăng bài Tướng Tô Ân Sô khen thưởng sau vụ án Trịnh Xuân Thanh là hết sức bình thường. Vấn đề ở đây là vụ án Trịnh Xuân Thanh là bình thường với pháp luật Việt Nam, nhưng còn 12 sĩ quan của lực lượng an ninh và tình báo Việt Nam tham gia bắt cóc ở nước ngoài là không bình thường, là vi phạm pháp luật của nước sở tại. Thực sự, qua cách trả lời trước báo chí, ông Tô Ân Sô chỉ chứng minh được một điều rằng hoặc là có ý thức thượng tôn pháp luật của ông kém, hoặc ông cố tình nói ngang để khỏa lấp cái sai rành rành của ông Tô Lâm và Bộ Công an Việt Nam. Đây là hình ảnh tướng Tô Ân Sô, người lên truyền thông đỡ đòn cho ông Tô Lâm. Được biết vào ngày 15 tháng 9 năm 2016, cơ quan điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án này, sau đó ra quyết định khởi tố bổ sung đối với 22 bị can về tội danh tương tự như tội của ông Trịnh Xuân Thanh. Những người này chịu trách nhiệm liên đới, những người khác chịu án cùng với Trịnh Xuân Thanh tất nhiên là đáng tội, không thấy bất kỳ cái sai nào của chính quyền với 22 bị cáo đó, trừ ông Trịnh Xuân Thanh. Chuyện ông Trịnh Xuân Thanh dính đến luật pháp của Đức nữa, không chỉ riêng luật pháp Việt Nam. Ông Tô Ân Sô cho rằng đã đỡ đạn cho ông Tô Lâm, nhưng xem ra ông Tô vẫn giữ cố tật như người cộng sản khác, đó là không bao giờ chịu thừa nhận chính quyền đã sai, chỉ quen việc nói ngang, nói lạc đề hoặc tìm cách chối tội. Và qua những diễn biến đó, chúng ta thấy rằng ông Tô Ân Sô của Bộ Công an Việt Nam và bà Lê Thị Thu Hằng của Bộ Ngoại giao có hiểu biết pháp luật rất kém. Cũng trên tờ báo Vietnamnet, ông Tô Ân Sô phát biểu như sau: vụ án đã được khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng pháp luật, thu hồi tài sản, đáp ứng các yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đề ra. Có được kết quả trên là thành tích của rất nhiều đơn vị tham gia tiến hành tố tụng như công an, viện kiểm soát, tòa án, giám định, v.v. Việc các cơ quan này tổ chức họp rút kinh nghiệm đánh giá và khen thưởng các cá nhân có thành tích khi tham gia và giải quyết vụ án đều hết sức bình thường. Trước đó vào ngày 23 tháng 2 năm 2021, trả lời hãng thông tấn Đức DPA vào ngày 23 tháng 2 vừa qua, bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao của Đảng Cộng sản Việt Nam đáp như sau: vụ án Trịnh Xuân Thanh vi phạm pháp luật đã được đưa ra xét xử công khai, minh bạch, theo đúng quy trình của pháp luật Việt Nam. Hiện nay, Trịnh Xuân Thanh đang trong quá trình thi hành án theo như bản án, phán quyết của tòa án. Đây là hình ảnh ông tướng Tô Ân Sô và bà Lê Thị Thu Hằng. Như vậy là cả ông Tô Ân Sô và bà Lê Thị Thu Hằng đều không nắm vấn đề thực thi pháp luật ra sao cả. Hai người này đều có một cách nói giống nhau là chỉ giải đáp vụ theo pháp luật Việt Nam. Họ không biết rằng luật pháp của Việt Nam chỉ có giá trị trên lãnh thổ Việt Nam, nên họ đem chuyện công an Việt Nam phạm pháp ở Đức như không có chuyện gì xảy ra. Thế giới quy kết tội công an Việt Nam như thế nào? Và điều đó rõ ràng sẽ dẫn đến những hệ lụy rất lớn trong thời gian tới. Khi công an Việt Nam và nhà cầm quyền Việt Nam phạm pháp trên đất nước Đức, còn hai người kia thì chỉ trả lời công an Việt Nam thực hiện những gì trên lãnh thổ Việt Nam. Một bộ máy nhà nước từ lực lượng chấp pháp cho đến quan chức ngành ngoại giao đều không hiểu nguyên tắc cơ bản và bản chất về tinh thần thượng tôn pháp luật, hoặc họ cố tình lờ đi. Tướng Tô Ân Sô đã sai còn cố chối, một cố tật của cơ quan chức năng ngành công an như vậy. Để chối bỏ vụ tai tiếng đang xấu hổ, ông Tô Ân Sô đã phát biểu như sau: vừa qua, một số bức hình không rõ xuất xứ, một số cá nhân tổ chức thuộc về thế lực chống đối đã thêu dệt nên làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng công an, làm xấu hình ảnh đất nước, khiến mọi người hiểu lầm về việc khen thưởng đối với đơn vị cá nhân tham gia đại án này. Được biết, tấm hình này chính là do một thượng tá, sĩ quan liên lạc, người có tham gia vào chuyên án mang bí số VT-17 bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tung lên mà ông tướng Sô lại phủ nhận. Nói thẳng ra, bức ảnh đó là do người trong cuộc đưa ra mà gọi là giả mạo, thì không biết ông tướng Tô Ân Sô có biết rằng nguồn gốc tấm ảnh đó từ đâu ra hay không. Tuy có phủ nhận, nhưng ông Tô Ân Sô lại nói thêm rằng việc khen thưởng với những cá nhân tham gia vụ án đó là hết sức bình thường vì vụ án đã xảy ra trong nhiều năm. Nghĩa là ông thừa nhận có khen thưởng.
Ấy vậy mà ông lại phủ nhận tấm ảnh là do Thượng tá Lê Thành Hải chia sẻ, người đã tham gia chuyên án tung lên mạng. Đây là hình ảnh ông tướng Tô Ân Sô của Việt Nam chỉ biết phủ nhận, không biết phản biện. Quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam là như vậy. Họ nói câu sau mâu thuẫn với câu trước. Điều đó chứng tỏ những gì họ nói là giả dối. Bởi chỉ có sự thật thì mới không xảy ra mâu thuẫn trong lời nói. Còn nói dối thì người nói phải soạn kịch bản đối phó. Chính vì thế họ thường sơ hở nên xuất hiện mâu thuẫn giữa lời nói trước và sau. Bị khơi lại vụ án Trịnh Xuân Thanh đúng thời điểm như thế này, có lẽ ông Tô Lâm là người lo âu nhất, chứ còn ông Nguyễn Phú Trọng thì đã chắc chắn cái tổng bí thư rồi, không ai lấy lại được cả. Dự luận cho rằng có thể sắp tới đây, ông Tô Lâm sẽ có những phản ứng với những ai đã tung tin vào thời điểm làm cho ông phải vất vả chống đỡ đến như vậy. Những hành động tiếp theo của ông Tô Lâm làm gì? Và mọi người hãy đón xem tiếp tục những bài bình luận của tờ Thời báo.de. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Sáu ngày 5 tháng 3 năm 2021 với bản tin bị dồn vào thế bí Tô Lâm và Tô Ân Sô đưa ra đỡ đạn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.